bạn đón nghe bộ truyện đồng nhân Ăn mày xuyên không dựa trên tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 20: Phiên ngoại. Vương Kiệt, em có còn là người nữa không? Ca ca, ca ca. Trong đêm tối có một giọng nói mềm nhũn giống như là làm nũng vang lên, lập tức có người đáp lại dường như là vừa hờn ghen vừa tức giận. Vương Kiệt, em đừng gọi tên người đó nữa được không? anh cũng không phải người đó nếu ở cùng anh mà em lại gọi thành một người khác vậy em xem anh là gì nhưng giọng nói kia lại mềm hơn nữa y thì thầm anh chính là người đó anh không phải anh là thời ảnh thời ảnh phản bác lại nghe người kia bật cười kia cũng là thời ảnh bị làm cho tức giận thời ảnh mắng con mẹ nó chứ em xem anh là thế thân sao vương kiệt lại nói anh chính là anh chưa bao giờ là thế thân của ai ca ca Đêm qua nằm mơ anh đã gọi tên em. Thời ảnh khó hiểu. Vậy nên, anh có biết anh đã nói gì không? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng người sáp lại gần hơn. Vương Kiệt từ sau lưng ôm lấy người phía trước, ôm chặt đến nghẹt thở, giọng nói nghẹn ngào. Trong cơn mơ, anh đã hét lên, bạch phong lân. Đệ không thể chết được, đại tim mệnh sao người lại giết đệ ấy, sao người lại giết đệ ấy. Ca ca, lời nói trong mơ đâu thể là lời nói dối. Anh còn nói anh không phải, anh biết đại ti mệnh sao biết ông ấy đã giết bạch phong lân như thế nào sao đáp lại câu hỏi của vương kiệt là bóng tối im lặng người nằm trước không đáp vương kiệt lại tự thoại trước đây có một lần nằm mơ anh cũng nói chờ ta để chờ ta được không có một lần khác anh còn nói phong lân kiếp này bỏ lỡ vậy ta hẹn nhau ở một kiếp khác được không ca ca huynh đã mơ thấy gì rốt cuộc là từ bao giờ anh có thể nói với em được không tại sao lại không nói Người nằm sau gấp gáp lay người nằm trước, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Vương Kiệt giật mạnh vai thời ảnh để y quay lại đối mặt với mình. Chỉ thấy thấp thoáng trong ánh đèn le lói xuyên qua bức rèm chiếu vào từ ngoài cửa sổ là một gương mặt đẫm lệ. Thời ảnh khóc không thành tiếng. Vương Kiệt thấy vậy, vội đưa hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt người kia vừa dối rít xin lỗi. Ca ca, ca ca, em sai rồi, em sai rồi. Không nhớ thì thôi, chuyện kiếp khác đã qua rồi thì thôi em sẽ không nhắc lại nữa anh chỉ là anh thôi không phải là một ai khác đừng khóc anh đừng khóc em sẽ rất đau lòng vương kiệt nói đến đó lại ôm lấy người kia để cho đầu người đó gục vào ngực y bỗng nhiên thời ảnh khóc nấc lên thành tiếng thời ảnh khóc thật to khóc một lần này kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ vương kiệt cuống lên chỉ biết hết lau nước mắt lại ôm lại nói mấy lời dỗ dành mà người kia vẫn không ngừng khóc Mãi cho đến khi giường như đã nguôi ngoai Thì thời ảnh mới thôi khóc Nằm trên giường xì xà xì sụp lau nước mắt nước mũi Vương Kiệt thấy y đã bình ổn cảm xúc Mới đùa Nói mắt anh đúng là van đóng mở không sai mà Nói mở một cái là ào ào như suối chảy Nói đóng là đóng được ngay Rốt cuộc trong mắt này của anh Có bao nhiêu nước hả Vương Kiệt em lương thiện một chút đi Thời ảnh vừa lau mắt mũi vừa quát Vương Kiệt giơ hai tay đầu hàng Được 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 em không nói nữa nói đoạn lại quay sang ôm chặt lấy thời ảnh lần này y gục đầu vào hõm vai thời ảnh nói bằng giọng nũng nịu ca ca em sẽ không nhắc đến ai khác ngoài anh nữa thời ảnh hỏi ca ca vương kiệt cười hì hì vậy em cũng sẽ cố gắng để không nhắc đến cả hai tiếng này nữa được chưa vương kiệt nói như thế nhưng y lại ngoài ý muốn nghe được một câu không để cứ gọi ta thế nào tùy thích bạch phong lân Vương Kiệt ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào trong mắt Thời Ảnh. "Ca ca, huynh sao hả? Đệ còn không nhận ra ta? Mặc dù ta ở đây không có thuật pháp, nhưng mà dạy dỗ đệ thì ta còn không thiếu cách đâu." Thời Ảnh trừng mắt nhìn Vương Kiệt, mà Vương Kiệt lúc này đã không bình tĩnh được nữa, y bật dậy. "Anh, anh nói vậy là sao chứ? Anh đúng là Thời Ảnh sao?" Thời Ảnh cũng ngồi dậy, giơ tay cốc đầu y một cái nói em đã nói anh vẫn luôn là thời ảnh không phải sao chỉ là anh bây giờ hình như cũng là thời ảnh mà em từng quen biết từ rất lâu rất lâu về trước vương kiệt mở to hai mắt vồn vã hỏi từ bao giờ anh biết từ bao giờ thời ảnh từ tốn trả lời chỉ mới đây thôi thật ra từ nửa năm trở lại đây anh rất hay nằm mơ là kể từ khi anh bị công kích ác ý sao vương kiệt cẩn thận hỏi thời ảnh đáp có lẽ là vậy thời gian đó anh cũng có chuyện nghĩ không thông thường xuyên nằm mộng mỗi lần mộng anh đều đến một thế giới hết sức xa lạ có lẽ là nơi mà em từng nhắc qua chính là thời ảnh bạch phong lân đế vương cốc vực sâu thương ngô những cảnh mộng cứ đứt đoạn chấp nối hiện ra khiến anh không thể hiểu được toàn bộ mọi chuyện trong đó cho nên mới giấu không muốn nói cho em sợ em càng thêm lo lắng nghe vậy vương kiệt nắm lấy tay thời ảnh nói ngốc ạ à, lẽ ra anh nên nói cho em sớm hơn bởi vì em đích thực là lo lắng Nhưng chắc chắn em còn mừng điên lên được ấy Vậy bây giờ em đang mừng điên lên sao? Thời ảnh hơi nhếch khóe miệng hỏi Vương Kiệt lại hề hề đáp Đương nhiên là thật rồi Em... em từ nay sẽ không sợ anh ghen với chính mình nữa Thời ảnh lại bật cười Ừ, ghen với chính mình Anh thật buồn cười phải không? Vương Kiệt lại hỏi Vậy bây giờ anh đã nhớ ra hết chưa? Thời ảnh lắc đầu Vương Kiệt lại cầm tay thời ảnh nói Không sao, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi Không nhớ thì thôi Nhưng thời ảnh nghe xong câu này Ánh mắt lại có phần tiếc thương nói Em có biết anh đã chờ em rất lâu không? Hà, Vương Kiệt không hiểu Là cả một đời Suốt 5 năm, năm sau lần chia tay Không từ mà biệt ở đáy vực sâu thương ngô Sau đó là 27 năm kể từ lần thoáng gặp trong mộng cảnh Suốt cả một đời anh nhớ nhung, đau khổ lại còn tưởng rằng người em yêu là A Nhan nữa. Mãi cho đến giây phút sắp lìa đời, mới nhận ra thì cũng đã muộn. Thời ảnh oán hận nói, ai bảo chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Chờ đợi thực ra là một việc rất khổ sở. Chờ thứ mà ngay cả mình cũng không biết là rốt cuộc có thể chờ được hay không, lại còn tàn nhẫn hơn. Suốt 32 năm, không biết thời ảnh đã phải trải qua quãng thời gian đằng đẵng đó như thế nào. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Vương Kiệt cũng đã rất đau lòng nhưng chợt nhớ đến vế thứ hai mà anh vừa nói y sửng sốt cái gì anh anh tưởng em yêu a nhan đó đó không phải là nữ chính của anh sao em nào dám chứ thời ảnh thở dài cả hai chúng ta đều từng hiểu lầm nhau như vậy vương kiệt ôm chầm lấy thời ảnh y nhớ lại năm chu nhan lên núi học nghệ bởi vì lúc ấy muốn thúc đẩy tình tiết chuyện cho nên y đã tận lực thuyết phục thời ảnh sau đó không biết vì sao hắn liền biến mất ba ngày ba đêm khi trở lại thì cả người xa cách, lạnh lùng, không giống như thời ảnh mà y đã quen biết suốt hơn một năm qua. Bây giờ nghĩ lại, y vẫn còn thắc mắc liền hỏi. Ca ca. Ừ, thời ảnh nhẹ giọng. Vậy, sau khi thu nhận chu nhan vào đế vương cốc, anh, anh lúc ấy biến mất ba ngày ba đêm là chuyện gì? Trở về cũng không quan tâm em nữa. Vương Kiệt hỏi bằng giọng nũng nịu, Thời ảnh ánh mắt xa xăm, tay siết chặt Vương Kiệt thêm nữa, dường như đang hồi tưởng lại một ký ức khó khăn nào đó hồi lâu mới cất lời anh muốn tĩnh tâm lại tĩnh tâm như thế nào vương kiệt thắc mắc thời ảnh buồn buồn nói suốt mười mấy năm kể từ khi lên cửu nghi sơn anh lúc nào cũng chỉ có một mình chưa bao giờ có một người bầu bạn chia sẻ buồn vui anh một lòng tu luyện trong thâm cốc những tưởng rằng từ lâu đã dứt bỏ thất tình lục dục một thân trong suốt không nhiễm bụi trần cho đến khi thời ảnh ngập ngừng giây lát Vương Kiệt dòng tay chăm chú lắng nghe, lại nghe thời ảnh chậm chậm nói. Cho đến khi ngày hôm ấy, nghe được em nói, ca ca, đệ, đệ rất thích nàng ta. Thời ảnh vừa nói vừa siết chặt tay, nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh tiếp lời. Lúc ấy trong tim anh như có cái gì đó vỡ vụn, vụn đến nát bét khiến anh không thể nào khống chế được mình. Mặc dù chúng ta đã quen biết nhau từ hơn một năm trước, trải qua không ít thời gian ở bên nhau tu luyện, sinh hoạt, nhưng anh vốn nghĩ rằng vì từ nhỏ thiếu thốn tình cảm cho nên gặp được em anh thật sự coi em là một đẻ đệ mà hết mực dạy bảo yêu thương có lẽ anh cũng sẽ tiếp tục như vậy cho đến ngày hôm đó nghe em nói em thích người kia thì anh mới biết hóa ra trước đây anh là tự lừa mình dối người thật ra từ sâu trong tim anh em đã có một vị trí không thể thay thế rồi mà anh lại hoàn toàn không biết hoặc đúng hơn là cố tình che đậy Vương Kiệt nghe đến đó, trong lòng y là một trận xót xa. Trong lòng thời ảnh của y thì ra từ lâu, đã có y, vậy mà y hoàn toàn không biết gì cả. Y nhớ lại từng việc, từng việc, nhớ lại y cùng chu nhan những năm đó thân mật quan tâm nhau. Y thực sự coi nàng là một muội muội mà quan tâm, nhưng vào trong mắt thời ảnh đều là vì thích nàng, yêu nàng sao. Nghĩ đến đó, tim y bỗng quản đau, sự hồn nhiên vô tư của y đã vô tình làm tổn thương thời ảnh nhiều như vậy. Y nghẹn ngào hỏi. Sau đó thì sao? Lại nghe thời ảnh nói, khi ấy nhận ra tình cảm khác lạ dành cho em, anh không biết dùng tâm trạng gì để hình dung, có một chút vui sướng vì hóa ra anh vốn dĩ không phải loại người vô tình. Có một chút hờn ghen nhưng phần nhiều là ghê tởm chính mình. Anh là thần quan là người sẽ kế thừa đại thần quan công phụng trước thần, nhưng lại có ý nghĩ không trong sạch. Trong lòng anh lại có thể tồn tại loại tình cảm không nên có, một nam nhân đối với một nam nhân. Nữa. Điều này có thể sao? Lúc này thì Vương Kiệt đã không khắc chế được mình nữa. Một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống. Nhưng thời ảnh cũng không dừng lại. Cho nên anh phải cần tính tâm lại. Vì thế trong ba ngày đó anh đã lên đỉnh mộng hoa tự phạt mình Ở trên đài tọa vong suy nghĩ lại một lần những chuyện đã xảy ra Tự hủy diệt thứ tình cảm đó trong lòng Vậy nhưng cuối cùng anh vẫn là thất bại Vương Kiệt ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn thời ảnh thời ảnh lại ấn đầu y trở về trong ngực mình nói lúc ấy dù cố gắng thế nào anh cũng không thể gạt em ra khỏi tâm trí mình được nữa điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng khắc chế bản thân mình để không tự mình dấn sâu thêm nữa cho nên về sau anh cũng sẽ không gần gũi em thêm nữa ngoài mặt thì coi em là đệ đệ mà đối xử nhưng trong lòng anh thì chưa giây phút nào thôi dậy xong nói đến đó thì dừng lại Vương Kiệt từ nãy đến giờ vẫn lặng yên nghe, vừa nghe vừa thầm chửi mắng mình một vạn lần. Y rõ ràng nhìn thấy có điều gì đó không ổn, nhưng trước sau lại chưa bao giờ thử tìm hiểu một lần. Y thật đáng chết. Nhưng mà thời ảnh nói xong, y lại cảm nhận được một trận ấm ấm ướt ướt trên lưng. Vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện, hai mắt thời ảnh chảy tràn lệ. Dưới ánh sáng le lói, cả gương mặt ánh lên vẻ đau thương, khiến y bối rối không chịu được. Y cuống lên. Bảo bối, anh đừng khóc, đừng khóc, là em sai em đã vô tình làm tổn thương anh bây giờ không sao nữa rồi chúng ta bây giờ chẳng phải ở bên nhau rồi sao thời ảnh bật cười cũng may cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau nhưng em vừa gọi anh là gì cơ bảo bối em coi anh là con nít ba tuổi đấy à không thì là gì anh chính là tâm can bảo bối của em vương kiệt cãi nhưng rất nhanh mặt y trở nên nghiêm túc y nói ca ca cho nên sau này có chuyện gì anh cũng phải nói ra em cũng vậy chúng ta đừng im lặng mà hiểu lầm nhau có được không không có tiếng trả lời đáp lại y là một cái ôm siết chặt vốn dĩ chỉ cần nói ra có thể sẽ không ai phải hiểu lầm ai cũng sẽ không cần dẫn đến bao nhiêu nuối tiếc vô ích đau thương vô ích biết vậy đấy nhưng mà chẳng hiểu sao ta cứ hay lựa chọn làm tổn thương chính mình tổn thương cả người mình yêu ca ca sao trước đây em không biết anh cũng mít ướt như thế nhỉ một giọng nói trêu chọc thốt ra thời ảnh lại cóc cho y một cái nói không biết là ai mít ướt hơn ai đâu còn nhớ hơn một năm trước ai là người gục đầu vào gối anh khóc suốt cả một buổi chiều hà vương kiệt xoa đầu cười hì hì một năm trước đây hai người tham gia làm khách mời cho một sâu tống nghệ trong kế hoạch tuyên truyền phim mới đó vốn dĩ là một ngày rất vui y được nhảy với ca ca được hát cùng với ca ca còn nửa công khai nửa lén lút khoe với người ta ca ca của y nữa trong chương trình có một tiết mục yêu cầu khách mời mang đến một tấm ảnh thời niên thiếu. Ngay khi tấm ảnh của ca ca vừa chiếu lên màn hình lớn, Vương Kiệt như chết chân tại chỗ. Trước mặt y, một thiếu niên mặt mày sáng sủa, áo cộc quần dài, sơ mi xanh khoác ngoài, đôi mắt trong suốt như ban mai và nụ cười răng thỏ xinh thật là xinh. Rõ ràng chính là người đã tặng y hai chiếc bánh trong trí nhớ của y phải khắc chế lắm y mới có thể kìm nén cảm xúc đến khi hết chương trình lập tức chạy đi tìm người kia xác nhận thật khó để nói hết cảm giác khi biết ca ca của mình lại chính là người mình đã chấp niệm suốt nhiều năm về trước người mình muốn tìm lại đã ở bên cạnh mình từ lâu nhưng ca ca của y thì đã chẳng còn nhớ rõ nữa anh ấy lớn lên bình yên vô tư không hề hay biết rằng một lần làm phước qua đường của mình lại lỡ để lại duyên phận sâu như thế lúc ấy Y đã lặng người, sau đó gục xuống đầu gối ca ca khóc suốt cả một buổi chiều. Khóc đến trời long đất lở cũng chẳng màng, hại y hai mắt sưng vù đỏ quạch, phải hủy bỏ lịch trình ghi hình cho ngày hôm sau. Một lần khóc ấy không biết là muốn chút hết tất cả ấm ức y phải chịu đựng suốt tuổi thơ hay là mừng vui vì ca ca chính là người y muốn tìm bao năm. Hai người họ, có ai nói không phải là đàn ông chân chính, vậy nhưng đôi khi vậy nhưng đôi khi ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng khóc lên như một đứa trẻ vậy ca ca y gọi người kia đáp ca ca y lặp lại vương kiệt em ngứa đòn phải không thời ảnh chừng y ca ca y vẫn lặp lại em lại bắt đầu hả thời ảnh luôn bất lực với kiểu đùa dai thế này của y đệ đệ yêu huynh y nói một câu như vậy trong bóng tối có tiếng cười khe khẽ yêu bằng nào bằng cả hai kiếp đủ không Vương Kiệt đáp, hết sức chân thành, lại không nghe thấy người kia đáp lại. Giây lát sau, y cảm nhận được một lực sâu mạnh mẽ, cả người đã bị đè xuống giường. Giọng nói của ca ca thì thầm vào bên tai. Như thế vẫn chưa đủ. Dứt lời môi y bị một làn môi khác phủ lên, mạnh mẽ xâm lược. Lần đầu tiên chạm môi là y bón thuốc cứu người. Lần thứ hai chạm môi là ca ca cưỡng chế đè y xuống mà hôn. Lần thứ ba là y ngược lại đè người xuống mà chút hết nỗi nhớ mong lần thứ tư vẫn là y cưỡng hôn trong lúc oán giận hờn ghen vô số nụ hôn khác mà hai người từng có là tình cảm song phương nồng nàn là dục vọng lan tràn còn lần này là ca ca bắt đầu nhưng không có ai phải đơn phương nữa nếu đã bắt đầu vậy y sẽ là người kết thúc xua tan đi hết thảy mọi suy nghĩ trong đầu y từ từ đáp lại nụ hôn của thời ảnh từ dịu dàng đến mãnh liệt từ đứt đoạn đến triền miên từ bờ môi đến cần cổ bờ vai từ trước ngực đến lưng ong xuống bụng sâu hơn nữa từ đêm khuya đến tận bình minh bọn họ hai người quấn quýt không rời nhau cả căn phòng ngập tràn xuân sắc tiếng thở gấp tiếng rên rỉ tiếng cầu xin duyên phận hai người đến bây giờ mới chân chính thuộc về nhau thật lâu thật lâu sau giữa tiếng thở gấp đứt đoạn bỗng nhiên có người mơ màng hỏi tiểu kiệt Hử, anh vừa mới nhận được một lời mời phim mới uhm, kịch bản có được không khá được em có muốn một vai không họ sẽ không cho chúng ta đóng chung phim ừ tiếc thật kịch bản này em cũng quen lắm đấy ừm tên là gì à chu nhan hả vậy vậy lần này em không tham gia thì không được rồi dứt lời gia tăng thêm lực đạo trong đêm tối lờ mờ chỉ nghe một tiếng mắng vương kiệt em có còn là người nữa không hoàn cảm ơn bạn đã đón nghe mời các bạn đón nghe những bộ truyện tiếp theo tại kênh youtube kể chuyện đêm khuya